Con cá voi này bị đuối sức trôi dạt vào bờ đã được ngư dân ở thôn Cương Gián, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 4 năm 2020. Ngay lập tức, người dân đã cùng nhau cứu hộ cá đưa trở lại vùng biển dù đang lúc mưa lớn, biển động, sóng dữ. Theo Ủy ban nhân dân xã Quảng Công, với những đặc điểm và kinh nghiệm của bà con ngư dân thì con cá voi này là loại cá voi xanh, trọng lượng khoảng 500 kg, vốn rất ít xuất hiện ở biển Quảng Công. Do ngày 23 tháng 4, có nhiều đàn tép biển xuất hiện gần bờ nên rất có thể cá voi bơi vào bờ để ăn rồi không may bị sóng lớn làm cho đuối sức không thể bơi trở ra đại dương. Cho đến cuối chiều 24 tháng 4, nhiều ngư dân cho biết do sóng quá lớn nên cá voi này vẫn đang bơi cặp bờ biển ở vùng biển lân cận xã Quảng Công. Lãnh đạo xã Quảng Công đã liên hệ với lãnh đạo các địa phương lân cận cung cấp thông tin tình hình con cá voi để có biện pháp cứu hộ khi cần thiết.